Điện máy Ecomart xin chào anh chị. Ngày hôm nay thì Điện máy Ecomart xin được giới thiệu đến chị một mã nồi cơm đến từ thương hiệu Lok & Lok với model là EJR316BLK. Bây giờ thì em sẽ trực tiếp mở sản phẩm ra để xem sản phẩm bên trong sẽ như thế nào nhé. Như anh chị có thể thấy thì là đi kèm sẽ có dây nguồn này, một lớp xốp để bảo vệ sản phẩm trong quá trình vận chuyển. Nồi cơm thì được bao phủ bởi một lớp ni lông chống trầy xước. Ở phần đáy cũng sẽ có một lớp xốp nhé. Nồi thì được thiết kế là vỏ thép phủ một lớp sơn tĩnh điện, nắp và phía trên là nắp nhựa. Đi kèm sẽ có một quai sách. Bảng điều khiển thì là thiết kế bảng điều khiển nút ấn cơ nhé. Bên trong thì anh chị quan sát thấy là có một cốc đong này, một vỉ hấp, và có thìa muỗng và sách hướng dẫn nhé. Lòng nồi cũng được bao phủ bởi một lớp ni lông chống trầy xước. Lòng nồi được thiết kế là hợp kim nhôm phủ chống dính cao cấp. Phần dưới sẽ là có mâm nhiệt này. Nắp vụ của nồi cũng dễ dàng tháo ra để giúp cho anh chị dễ dàng vệ sinh trong quá trình sử dụng. Để đặt mua sản phẩm hay cần thông tin gì thì anh chị có thể là liên hệ trực tiếp đến hotline bên trên. Trân trọng cảm ơn.